Ngô Diệc Phàm bị cho là mặt dày khi chính thức lên tiếng bị năm hot girl tố bắt cá nhiều tay. Mới đây, Ngô Diệc Phàm bỗng trở thành cái tên vô cùng nóng khi dính vào liên hoàn phốt về tình ái. Scandal này bắt nguồn từ việc năm cô gái đồng loạt lên tiếng tố cáo Ngô Diệc Phàm bắt cá nhiều tay là trai nam chính hiệu. Ồn ào trên Weibo nổ ra vào ngày 2 tháng 6 với nạn nhân đầu tiên bị Ngô Diệc Phàm chơi trò tình ái là hot girl Đỗ Mỹ Trúc. Theo lời bạn thân của Đỗ Mỹ Trúc là Lưu Mỹ Lệ, cả hai bắt đầu tán tỉnh nhau vào ngày 17 tháng 11 năm 2020. Đến ngày 7 tháng 12 cùng năm thì chính thức hẹn hò. Mối quan hệ ấy được duy trì đến ngày 16 tháng 2 năm 2021. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2021, Ngô Diệc Phàm không trả lời tin nhắn của Đỗ Mỹ Trúc. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Đỗ Mỹ Trúc lại nhận được tin nhắn của bạn nói Ngô Diệc Phàm và Trần Tân Di ở bên nhau. Trùng khớp là vào ngày 28 tháng 5, Ngô Diệc Phàm lộ ảnh bao rạp phim để cùng người đẹp Tân Di đi xem phim. Quá phẫn nộ, Lưu Mỹ Lệ quyết định lên tiếng tố Ngô Diệc Phàm là tên cặn bã. Chưa dừng lại ở mối quan hệ phức tạp này, ba cô gái khác cũng bức xúc và đăng lên Weibo những hình ảnh chứng minh anh chàng từng nhắn tin tình tứ với họ. Các đoạn tin nhắn đều thể hiện sự quan tâm của Ngô Diệc Phàm dành cho các người đẹp. Từ đó gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về câu chuyện tình yêu của nam ca sĩ. Chưa đầy một ngày sau khi có đến 5 cô gái đứng ra tố cáo Ngô Diệc Phàm là trai nam, lăng nhăng, phòng làm việc của nam ca sĩ đã phát thông cáo ủy thác luật sư để đơn kiện những tài khoản tung tin đồn nhảm với nội dung. Gần đây có nhiều tài khoản mạng trên Weibo và Douban không ngừng tung tin đồn nhảm về Ngô Diệc Phàm. Thậm chí có hành vi Photoshop screenshot các đoạn chat để bôi đen Ngô Diệc Phàm. Vậy nên phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm đã thu thập bằng chứng và ủy thác luật sư kiện những tài khoản tung tin nhảm. Để bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của Ngô Diệc Phàm, văn phòng luật sư nhận nhiệm vụ khởi kiện một số người dùng mạng xã hội có liên quan, đề xuất với tòa án ra lệnh các công ty có liên quan và các nền tảng mạng xã hội cung cấp thông tin nhận dạng thật của những người dùng liên quan đến vụ việc. Sau khi có thông tin thật, phía luật sư sẽ tiến hành khởi kiện những người sử dụng Internet liên quan đến hành vi xâm phạm nghiêm trọng, đề xuất tòa án yêu cầu bị cáo công khai xin lỗi Ngô Diệc Phàm, bồi thường thiệt hại về tinh thần và chi phí bảo vệ quyền lợi liên quan. Hiện tại, vụ án đang trong trạng thái chờ phê duyệt. Nam ca sĩ cũng có động thái lên tiếng cho scandal này. Không có một bông tuyết nào là trong sạch. Phàm blog lại để mọi người giải trí cả ngày rồi. Hy vọng tất cả các bạn sẽ có được thứ mình mong muốn. Hiện sự việc vẫn còn là vấn đề gây xôn xao trong người hâm mộ. Thế nhưng điều khiến dân mạng thắc mắc đó là trong nội dung văn bản không hề đề cập cụ thể tài khoản nào bị khởi kiện, khiến dư luận cảm thấy đây chỉ là trò che mắt để qua chuyện mà thôi. Có kiện đi chăng nữa thì cộng đồng mạng chẳng thể tin tưởng vào nhân cách của Ngô Diệc Phàm nữa. Động thái kiện thì làm cho có, những bằng chứng bị các cô nàng hot girl bóc phốt thì nam ca sĩ lại lảng tránh như kiểu chẳng phải nói về mình. Dưới bài viết của Ngô Diệc Phàm, ngoại trừ những fan hâm mộ khống chế bình luận thì vẫn xuất hiện vài dòng tiêu cực hướng về nam ca sĩ. Trong đó, bình luận ngay trên đỉnh đầu tiên lại chỉ trích Ngô Diệc Phàm thẳng thừng. Đồ mặt dày, lời bình này nhận được tương tác và đồng tình cực cao đến từ cộng đồng mạng với hơn hàng chục ngàn lượt like. Thế nhưng hơn một tiếng sau, dòng bình luận này đã bốc hơi khỏi bài viết. Theo như người bình luận cho hay, vì chủ tài khoản Ngô Diệc Phàm đã block, tức là chặn và xóa dòng bình luận kia nên nó mới biến mất. Động thái này của Ngô Diệc Phàm càng trở thành tâm điểm bị mỉa mai, chỉ trích của dư luận. Đa số ý kiến đều cho rằng lần này, nam ca sĩ bị đuối lý và hết đường chối cãi mới có thái độ buồn cười và mong manh đến như thế.